6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy chính quyền các cấp đã quán triệt và triển khai kịp thời nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch COVID-19, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh trật tự được giữ vững. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị Ban dân vận các cấp tích cực chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc tôn giáo, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt cái quy chế dân vận của hệ thống chính trị cũng như là quy chế về dân chủ cơ sở để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia ngày càng nhiều hơn vào những vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, của xã. Chúng ta phải có cách làm để ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào cái hoạt động này. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, công tác dân vận cần tập trung hướng về cơ sở và đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, cần nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, phẩm chất và uy tín trong nhân dân.